The Fox and the Crow Cáo và quả Once upon a time a crow was perched on a branch holding a piece of cheese in his beak. Ngày xửa ngày xưa một con quả đậu trên cành cây ngậm một miếng pho mát trong mỏ A fox looked up and saw him. His tummy rumbled. Em. He thought to himself. I do love a nice bit of cheese. Một con cáo nhìn lên và thấy nó. Bụng nó sôi ủng ục. Em em em. Nó nghĩ bụng. Mình thích một chút phò mát. Now the crafty fox. Who could smell that delicious cheese? Walked up to the tree. He said in a sneaky voice. giờ đây, con cáo xảo quyệt. nó có thể ngửi thấy mùi phô mai thơm đó. đi tới cái cây. nó nói với giọng lén lút. Good day to you. Mr Crow. How well you look today. Chúc anh một ngày tốt lành. Anh quả. Hôm nay trông anh khỏe đấy. I have never seen such a silky set of feathers. And what a beautiful color. So luscious and dark. tôi chưa bao giờ thấy một bộ lông mượt nào như vậy và màu sắc thật đẹp thật quyến rũ và sẫm màu nếu tất cả các loài động vật khác ở khu rừng không nói rằng anh có một giọng nói khủng khiếp I would have called you the most beautiful and graceful of all the birds in the wood. Tôi sẽ gọi anh là người đẹp và duyên dáng nhất trong tất cả các loài chim ở khu rừng. But it can't be true what they say. I'm sure that your voice must be just as good as your looks. Oh, if only I could hear it. nhưng điều đó không đúng những gì họ nói tôi chắc chắn rằng giọng nói của anh phải hay như ngoại hình của anh ôi giá mà tôi có thể nghe thấy nó the crow flattered to hear such kind words couldn't resist the desire to show off his voice con quả, thích nghe những lời tử tế như vậy. Không thể cưỡng lại mong muốn thể hiện giọng hát của mình. He opened his beak and at that very moment the cheese fell out. Nó mở mỏ và ngay lúc đó miếng pho mát rơi ra. Thank you. The fox said and quickly grabbed the cheese. Cảm ơn. Còn cáo nói và nhanh chóng chụp lấy miếng phô That's just what I wanted. In the future, if somebody flatters you, think hard before you trust them. đó chỉ là những gì tôi muốn trong tương lai nếu ai đó tâng bốc bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi tin tưởng họ